Vì vậy Đức Phật dạy thiền, pháp thiền thanh tịnh là yên trong lòng. Dù cho sông núi hoại không, hư không có hoại, tánh không hề gì. Thiền thanh Đức Phật có ghi, chỉ cần thanh tịnh không chi bận lòng. Hôm nay ta chỉ cho ông, tất cả vật lý lìa xong cho rồi. Nghe lời Phật dạy nên thôi, luân hồi nhiều kiếp là rồi với ông. Tiếp theo xin mời Phật tử Đại Thành cư ngụ quận 6, thành phố Hồ Chí Minh lên đặt câu hỏi. Dạ, kính chào thiền gia Soạn Giả Nguyễn Nhân, kính chào ban quản trị chùa Thiền Tâm Tân Diệu và kính chào tất cả các độc giả xem nghe giải đáp Đạo Phật Khoa Học Thiền Tâm Việt Nam ngày hôm nay. Con tên Đặng Đại Thành, quê Vĩnh Long, hiện tại con đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên con đặt hỏi với bác. Con thì cũng giống như đa số rất nhiều người tu học khác, thì hiện tại mặc dù là đang sống trong thời đại khoa học kỹ thuật hiện đại, nhưng mà có rất nhiều sự thật đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày mà con không biết. Ví dụ như là cõi vô hình. Đối với cõi vô hình thì con không thể nghe hoặc không thể nhìn bằng mắt được. Nên hôm nay con để giải tỏa các thắc mắc về cõi vô hình thì con có xin chỉ 11 câu hỏi đến hỏi bác. Đầu tiên bác cho con hỏi là các đạo thì thường hay nói về thiên thần thì chỉ ai ạ? Thiên thần là chỉ mấy ông thần nam, thần nữ mà trung niên đó, tôi gọi là thiên thần. Cái thần này nó có bổn phận để làm nghi lễ đón tiếp cái tất cả các chư Phật đến thế giới này. Thì chư thần, chư cái này cũng gọi là chư thiên đó. Tất cả những người mà chư Phật hoặc Bồ Tát ở cái cõi khác đến đây thì những vị này chư thần, chư thiên nghinh đón. Vì thế mà trong cái lúc mà Đức Phật Thích Ca truyền bí mật Thiền Tông cái lần đầu tiên thì chư thần, chư thiên sẽ làm cái hành lễ này. Bởi vì trên đó có nói cái câu là cái tiếng của chư thiên qua mạng Đà La của chư thiên rải, là cái này là của thần. Thần mà thần trung niên, thần nữ, thần nam chứ không phải là nam không. Thì cái cõi vô hình đó là chư thiên, người ta nói về cái chư thiên là nói cái thần này, nói cái thần này, này. Cái thần nghi lễ trong cái thế giới vô hình, rồi thần nó có cái là gọi là cái thần nghi lễ để tiếp đón những cái lễ lớn. Bên đạo nào cũng có cái này chứ không phải là đạo Phật không đâu. Rồi câu hỏi tiếp đi. Bác cho câu hỏi thêm xíu là nếu mà chư thiên vậy, chư thiên là nằm ở trong là có phải là thần không ạ? Thì chư thần là con của thần mà trung niên, cái nó ra khỏi cái vị thành niên, nó lên thành trung niên. Thấy không? Giống như mình đây đã lên 18 tuổi rồi đó, nó gọi là trung niên. Đó là con của thần. Vì thần, con thần nó có cái bản nghi lễ để tiếp đón trong cái cõi vô hình này. Giống như mình ở đây, mỗi quốc gia nó có cái bản nghi lễ của quốc gia để tiếp đón những người lãnh đạo của thế giới đến. Thấy không? Gọi là ở mình ở đây gọi là bản nghi lễ thanh niên ngay nghi lễ, còn ngoài kia đó là chư thiên, chư thần. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, lúc trước với lại hồi nhỏ thì con rất sợ ma quỷ, mà con nghĩ là chắc không có nhiều người giống con là sợ ma quỷ với bóng tối. Vậy bác cho con hỏi là cái loài ngạ quỷ là chỉ cho ai ạ? Thưa bác, mình ngạ quỷ là mình nói là cái loài cướp giật, đi ăn cướp bằng giật ta. Thế giới này là ngạ quỷ, ở trên thế này gọi là cô hồn. Còn khi chết rồi thì nó thuộc loài ngạ quỷ. Ngạ quỷ nó chia ra 6 đẳng cấp. Mà 6 đẳng cấp nó có 15 loại. Một loại đó là từ 6 đến 15 thì nó là thập loại thánh hoặc thập loại của hồn, tùy theo người ta sử dụng đó. Đó. Thì cái loại ngạ quỷ mình tưởng đâu nó lại chứ nó là quan trọng nhất trong cái thế giới vật lý này. Thế giới thực lý này đạo lập thì phải do thần và thánh, hai ông này thôi chứ không có ông nào lập, con người không lập được.
Bây giờ bởi vì nói thiền tông nói ra rồi đó thì cái đạo con người không lập được, mà chỉ thần thánh thôi, trừ một người toàn năng toàn giác nó khác. Còn tất cả đạo đều do thần và thánh lập. Thì cái đi sâu vào tôi không nói, nhưng mà ai hiểu thiền tông thì sẽ hiểu được cái thần thánh như thế nào. Bởi vậy đọc cho kỹ, cố gắng, thời gian ngắn nữa thì tôi sẽ phát ra cái quyển giáo lý này. Bây giờ quyển giáo lý nó đang kẹt một chút xíu, tôi không nói ra chỗ này, thấy không? Thành đã cố gắng khi nào được đọc được cái này, bởi vì nó đọc được cái quyển giáo lý này là trở thành một người toàn giác, biết hết. Cái giáo lý đạo Phật khoa học thiền tông Việt Nam nó rất quan trọng, mà rất tiếc là nhiều người ta không thích cái này, thấy không? Chứ nếu mà dân tộc Việt Nam mà đọc được cái này thôi, ai cũng toàn giác biết hết, người Việt Nam số 1 thế giới luôn. Rồi câu hỏi TV. Dạ, vậy bác cho con hỏi là cái loài ngạ quỷ đó khi chết đó thì thần tự hành có thực thi nhân quả được với nó không ạ? À? Bây giờ mình nói cái lịch sử của loài ngạ quỷ đó. Ở thế gian này anh làm bất cứ cái nghề gì mà chính quyền luật pháp không cột được anh thuộc về loại là cô hồn các đảng đó. Thì ở thế giới nó có nhiều cái tổ chức đó, gọi là mafia đó, chính quyền không làm được. Mà cái loại này nó chết xuống dưới thần sợ nó, thần sợ ớn lên lại này, không thực thi nhân quả được. Vì thế mà nó đưa vào cái loại ngã quỷ. Cái loại này nó tự làm gì, nó tự làm, tự sắp xếp trong cái thế giới của nó mà. Bây giờ tôi nói là nó có 15 cái đẳng cấp, 15 loại mà 6 cái đẳng cấp. Thấy không? Đẳng cấp từ 1 đến 5 gọi là thánh. Từ 6 đi thì muốn gọi thánh cũng được, mà gọi cô hồn ngạ quỷ cũng được. Nó đã ở thế giới này bất trị nó thì cái gói vô hình cũng không trị được nó. Ở đây luật pháp trừng trị công dân đàng hoàng, chứ không phải mấy cái ông cô hồn luật pháp không trị được. Thế giới vô hình cũng vậy. Thần thực thi nhân quả đối với người nào tuân thủ quy luật vật lý. Còn không tuân thủ quy luật vật lý, thần không thực thi nhân quả được. Đó là nói về thừa kia, ngạ quỷ. Rồi, con hỏi tiếp đi. Thưa bác, như vậy không lẽ là ở giữa dương gian âm phủ đều bó tay với loài ngạ quỷ sao bác? Không phải bó tay mà sợ nữa, chứ không phải bó tay. Nên nhớ rằng, bây giờ mình ở đây, thí dụ mà có cái tổ chức nào đó, mà chính phủ không làm gì được nó thì đương nhiên là phải bó tay với nó. Bây giờ này nhiều nước trên thế giới nó có các bạn mafia biết nó có nó mà không thực hiện, không tiêu diệt được, mà đi lạng hoạn nó giết mình, thấy không? Thì mình may mắn nước Việt Nam mình nó không có cái này, nó có nhỏ nhỏ thôi chứ không phải là có nhiều nước lớn nó có cái này. Vì thế mà trên thế gian này kêu mà dương gian âm phủ đồng một thứ, trên này nhà nước không, luật pháp không cột được cái loại này thì dưới âm phủ cũng vậy, thần phải bó tay là với mấy cái âm ngạ quỷ này. Rồi câu hỏi tiếp đi. Ủa thưa bác, như vậy thì làm sao mà con người hay là những cái người tu á có thể là không lầm với loài ngạ quỷ bác? Bây giờ người tu muốn không lầm ngạ quỷ thì phải đi học cái giáo lý đạo Phật khoa học thiền tông, còn không có học cái này thì hoàn toàn lầm hết. Thế giới này tại chưa có ai hiểu cái thế giới này là cái gì. Bây giờ này tất cả này, bây giờ tu bất cứ đạo nào không hiểu cái thế giới này là cái gì. Chính mình không hiểu mình, đối tượng mình tu mình không hiểu cái đối tượng mình tu đó, thì làm sao mình hiểu được cái thế giới này được, thấy không? Muốn tu mà không hiểu, muốn không sai được thì thế giới vô hình phải hiểu nó. Còn mình mà không hiểu cái thế giới vô hình thì hoàn toàn tu sai, hoàn toàn tu sai thôi à, chứ không phải mê tín. Tu sai, mê tín nó khác, tu sai nó khác. Rồi con hỏi tiếp đi. Bác cho con hỏi thêm là giống như cái con người thì thường có thần thức á, vậy thần thức là gì ha bác? Thần là ông thần, thức là biết, biết của ông thần. Tất cả ly mình ở đây, ông thần với mình là một, nó đeo sát mình là sao?
đeo sát mình làm cái gì thì ổng biết, đưa vô trong cái tàng thức của mình ổng biết. Vì thế mà ổng mới thực thi nhân quả. Mình đang sống đây, tự nhiên cái mình tới số rồi, tự nhiên cái mình đang chạy xe ngon lành đó, tự nhiên mình chạy ào ào lên, đụng vô xe cái rầm mình chết. Ai xúi mình? Ổng đó. Đó là thực thi nhân quả thế giới này. Khi mình chết, thực thi nhân quả bằng cách là nhìn trong trung ấm thân mình có cái gì đâu đó, thực thi nhân quả gì cái đó. Nó rồi trong mình á, tuy là có tánh Phật, tánh người và tánh thần, nhưng mà tánh thần nó không được xếp vào của mình, mà là những cái ông quản lý mình. Vì thế mà ta gọi là ai cũng có cái thần thức, nhưng mà không, người ta không hiểu cái thần thức là cái gì. Rồi nhiều người mà trên triết lý á, họ nói nhiều thứ về cái này, nhưng mà sự thật họ không có bình luận nổi cái chữ thần thức. Thần thức là cái biết con người. Vì thế mà tôi không nói cái đạo này, có cái đạo nói là hai bên giai giáp, thánh thật. Chính cái đạo nói rất đúng, nhưng mà không giải thích được cái thánh thần là cái gì. Thấy không? Mà duy nhất chỉ có Thiền Tông mới giải được thánh thần thôi. Còn đạo Phật bình thường hoàn toàn không biết. Duy nhất chỉ có Thiền Tông. Mà Thiền Tông đến cái mức mà gọi là giải mã gần hết rồi thì mới giải mã được cái thánh thần này, chứ mới vô đầu không dám giảng cái này. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bé, bác cho con hỏi, vậy thì làm sao mà hiểu là chánh tín và tà đạo, và làm cách nào để phân biệt được hả bác? Khi chánh tín á, mình tin là tin đúng, cái gì cũng phải đúng hết, đó là chánh tín. Tà đạo mình tin sai sự thật. Đấy không? Mình tin sai và thật sự. Nhưng mà cái tà đạo này nó xếp vào cái loại lừa người ta. Anh tin mà anh đi lừa người ta, nó thuộc về tà đạo. Còn anh tin mà anh đừng có lừa cũng không sao. Anh thuộc về mê tín thôi, chứ không có phải tà đạo. Tà đạo là anh sử dụng cái đạo đó mà anh lừa người ta, gọi là tà đạo. Còn chánh tín anh tin cái gì cũng phải đúng hết. Thế giới này cái gì cũng đúng hết, chứ không phải là Thiền Tông đúng. Tất cả cái tôn giáo ở thế giới này đều đúng hết, không có sai nào tà đạo hết, mà là chánh tín hết. Bây giờ tôi suy nghĩ nè, ví dụ anh nói bây giờ tôi muốn đi ra biển chơi, anh muốn lên rừng thì anh nói người ta ra biển là thằng tà đạo không có đúng, tại vì ta muốn ra biển còn anh lên rừng nó khác. Chánh tín theo cái biển và chánh tín theo cái rừng, hoặc là chánh tín đồng bằng, hoặc là chánh sống sông ngòi. Cái gì nó cũng chánh hết. Vì thế mà đạo thường thường tổ chức là chánh tín hết, chứ không phải đang mê tín đâu. Nhưng mà nếu mà anh nói á, mà anh nói mà cái chuyện anh làm mà nó không đúng thì gọi là sai thôi, chứ không phải là mê tín, là làm sai. Bởi vì thế mà ai mà hỏi sâu về các cái phần tổ chức, tôi sẽ nói cho nghe. Giờ hỏi tới đâu tôi nói trả lời tới đó thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Ủa bác, nhưng mà bác cho hỏi thêm chút xíu là giống như vậy, cái đúng đó bác. Giả sử như mọi đạo lập theo cái đúng và mọi người lập theo cái đúng, thì cái đó là chánh tín của người đó hay của đạo đó. Vậy thì còn tà đạo thì giống như có những người là nhìn nhận vấn đề đó, nhưng mà có người nhìn theo đúng, có người nhìn theo lại sai, thì cái đó thì thế nào hả bác? Bây giờ có cái đạo nè, ví dụ trong đạo Phật có cái pháp môn tịnh độ, anh tu lên trên cõi A Di Đà, anh là chánh tín đó, chứ không phải là tà đâu, chánh tín. Bởi vì tôi muốn lên hưởng đó, tôi hưởng phước mà, làm sao là tà được. Rồi các đạo khác lên tu lên thiên đàng cũng là chánh tín, chứ không phải mê tín đâu. Bởi vì giống như ở thế gian này, tôi nói anh muốn đi đâu là phải đi đó. Chứ đâu phải anh đi núi mà bây giờ anh biểu ai cũng lên núi anh, không được. Có nhiều người đi ra biển, đi sông hồ hoặc là đi vô rừng. Mỗi người đi đâu nó đúng đó. Nhưng mà có một điều đó là vậy này, anh nói đến cái chỗ đó mà sai với cái công thức đó thì anh gọi là tà đạo, anh lừa người ta. Thí dụ bây giờ đi lên thiên đàng sống đi, anh nói lên trở là sống đời đời không đúng. Trong thế giới quy luật nào có đúng cái chỗ nào được? Trong thế giới này không có cái chỗ nào mà gọi là đời đời hết. Muốn đời đời phải đi ra ngoài sức hút trái đất này.
Nó chỉ là nói là sai thôi, nói sai chứ không phải là mê tín, nó là sai. Thế mà còn cái mê tín nó nặng lắm. Rồi, con hỏi tiếp đi. Bác cho hỏi, giống như pháp môn thiền tông mình ra đời để giúp con người giác ngộ giải thoát. Vậy thì tại sao có những người mà cướp lấy của bác để làm gì ạ? Thưa bác. Cái cướp này nó có hai cái loại. Một là tham vọng, cái tưởng tham vọng. Thứ hai, có người thuê. Có người thuê làm thuê. Đi cướp đi. Chứ không phải tự nhiên không ai làm chuyện gì đâu. Một là anh tham vọng, hai là đi làm thuê cho người ta. Có vậy thôi, nó có hai cái. Rồi, con hỏi tiếp đi. Bác có thể giải thích rõ con hơn về vụ tham vọng với làm thuê không bác? Bây giờ cái tham vọng là mình muốn cho mình nổi tiếng, rồi có tham vọng cho nó. Mà nơi cái này nếu mình nó giải thích sâu á thì nó mít lòng nhiều, chỉ nói về tham vọng thôi. Muốn nổi tiếng lên. Chứ sự thật á, cái thiền tông mà ra đời mà, bởi vì trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nói là người nào mà xâm phạm cái này nguy hiểm vô cùng. Tôi chỉ nói nguy hiểm thôi, mà ông Phật nói chết luôn. Thấy không? Thì bây giờ con hỏi nói về tham vọng thôi, chứ không nó phân tích được nhiều. Còn phân tích được nhiều thì không trả lời trong đại chúng được, mà phải trả lời riêng rẽ thì tôi sẽ nói cho nghe. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, giống như giáo lý Đạo Phật học Thiền Tông mà chuẩn bị ra đó bác, thì có mấy loại và cái vị đặc biệt, nếu mà muốn tìm mua thì tìm mua ở đâu ha bác? Bây giờ dễ, giáo lý này dễ thì mấy cái ông mà học cao thì ông nào cũng có. Thứ nhất cái tổ chức, bây giờ cái ông mà, mấy ông mà tiến sĩ Phật học, ông nào cũng có. Nếu là học cao là ta học cái gì ta cũng biết hết. Thì cái gì Đức Phật dạy đều người ta đều biết hết. Tìm mấy ông đó, tìm sẽ có. Ở trong thế gian này, cái gì mà anh không hiểu về văn học thì kiếm mấy ông tiến sĩ văn học, ông sẽ giải thích cho mình. Còn ở thế gian này, nếu mà mình về đạo Phật không hiểu thì kiếm mấy ông tiến sĩ Phật học, ta giải thích cho mình, ta chỉ cho mình. Chứ ngoài ra đừng có đi tìm người khác, nó không đúng. Thế gian này, tiến sĩ là cao hơn. Anh muốn học về y khoa, mà học rắc rối nhất, thì hỏi mấy ông tiến sĩ y khoa, ông nói cho nghe. Nó chuyên ngành mà, tiến sĩ chuyên ngành. Anh muốn tìm cái này thì phải tiến sĩ Phật học thì sẽ giải thích cho nghe. Rồi, hỏi tiếp đi. Dạ bác, thì giống như bác cho hỏi thêm chút xíu. Giống như ở Việt Nam mình á, thì cũng có nhiều quý thầy tu hành á, thì bác có biết được cái vị nào đắc đạo không ạ? Dễ ở ông nào nói giỏi ông đã đắc đạo. Ông nào mà nói thao thao bất tuyệt nó lại, ông nào mà nói cái gì đó cũng được là ông đã đắc đạo. Mà phải đi tu ha. Còn mấy ông thường là lẻo mép thôi chứ không có đắc đạo vậy đó. Ông thường là lẻo mép, còn cái ông mà tu thì mới đắc đạo. Nói giỏi mới là đắc đạo. Thấy không? Đi tìm lấy ông nào nói hay là ông đã đắc đạo. Rồi hỏi tiếp đi. Vậy nói hay nhưng mà cũng phải tu hành nữa thì mới được hả bác? Đúng rồi, đã ta tu cái ngành đó thì ta nói hay thì ta mới đắc đạo. Còn mình không tu làm sao đắc đạo, phải không? Mình không tu mà nói giỏi thì cái ông lẻo mép chứ không phải ông đắc đạo. Rồi hỏi tiếp đi. Vậy giống như mà người tu hành mà họ biết được quá khứ vị lai á, thì đó có phải là người đắc đạo không bác? Cái này nó thuộc về ta tâm thông. Nó kêu là chứng tha tâm thông không đắc đạo. Đắc đạo nó khác. Đắc đạo là đạo trong thế giới này nó có mấy cái loại đạo. Đắc cái đạo nào? Tụi con phải hỏi cái đạo đó tôi nói cho nghe. Đắc đạo là được. Chứ đắc là chỉ được cái đạo đó. Thấy không? Chứ còn con nói đắc đạo đạo nào? Thiếu gì? Thánh thần ma quỷ, ông bà cha mẹ thiếu gì? Đủ thứ đạo. Thấy không? Phải hỏi cái nào tôi sẽ nói cái đó. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, đây là hết câu hỏi. Con cảm ơn bác Nguyên Nhân.